Bạn không nghe có tiếng. Phải focus. Chúa muốn chúng ta mang cái kính thuộc linh này để chúng ta focus vào những điều tốt đẹp trên trời. Chứ phải chứ đó. Đó là điều nhắc nhở chúng ta tập tham mến những giá trị vĩnh cửu quý bạn chị. Phải biết nhận định nội tâm. Ephesos chương 5 câu 10 chép: hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. Chúng ta thường bận tâm điều gì đẹp lòng người này, điều gì đẹp lòng người kia, mà quên điều gì đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa là quan trọng hơn hết, thưa quý bà anh chị. Philip chương 4 câu 8 chép: cuối cùng thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi. Hãy làm đi thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em. Ở bên cái hình bên tiếng Anh có những câu rất là hay và chúng ta để ý. Khi vui mừng hãy ca ngợi Chúa, khi ở trong sự khó khăn hãy tìm kiếm Chúa, khi trong cái giờ yên tĩnh hãy thờ phượng Chúa, hãy tiếp tục tin cậy Chúa và hãy biết tạ ơn Chúa. Nội tâm của chúng ta có suy nghĩ đúng chính xác thì thứ nhất Chúa đẹp lòng, và thứ hai ích lợi cho người xung quanh sẵn, bởi vì trong tâm là đúng. Kế đến biết nhận định ngoài cảnh, phải là tâm trước rồi bắt đầu cảnh vật xung quanh. Mà cảnh vật xung quanh không phải nói về vật mà nó về người. Phúc Âm Giăng chương 4 câu 35 chép: chẳng phải các con nói còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao? Nhưng ta nói với các con, hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn trong mùa gặt. Vì vậy Chúa muốn chúng ta mở mắt, nhìn thấy. Mắt, đoạn 6 câu 34 chép: vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ, vì họ như chiên không có người chăn. Vì vậy Chúa Giêsu chúng ta không phải chỉ giảng thuyết mà thôi, nhưng ở đây Mark ghi lại Chúa Giêsu cũng cảm động, động lòng thương xót dân chúng như bầy chiên không có người chăn. Cái chủ đề chính của Hội Thánh chúng ta trong năm 2017 mà tôi chia sẻ với ban lãnh đạo thánh là truyền giáo. Chúng ta phải nỗ lực trong công tác gieo giống truyền giáo. Và cái bước đầu tiên chúng ta cần làm là cái chỗ này: mở mắt nhìn thấy người xung quanh. Người có nhu cầu, người đang tìm kiếm Chúa, chúng ta hãy bận tâm trong việc này. Đừng bận tâm những việc không cần thiết. Hãy bận tâm đến những linh hồn chưa biết Chúa, những linh hồn hư mất, để chúng ta được Chúa dùng dẫn dắt họ trở lại cùng Chúa. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 4, chúng ta đọc thêm những câu trước 35 chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng về nguyên tắc gieo giống. Các ngươi sẽ gieo những chỗ mình không gặt, gặt những chỗ mình không gieo. Như vậy có nghĩa rằng chúng ta cứ gieo giống, có thể là không phải năm 2017, chứ dùng Hội Thánh mình gặt cái cánh đồng chính bạn, nhưng Chúa dùng người khác. Có thể là năm nay gieo mà năm tới sẽ gặt. Nhưng cũng có thể chúng ta được Chúa cho gặt mà mình không gieo, là bởi vì những người khác đã được Chúa gieo rồi. Tất nhiên là Chúa dùng nhiều người khác nhau để gieo hạt giống phúc âm cứu rỗi vào lòng của họ, mà Chúa dùng mình để gặt hái, hoặc là Chúa dùng mình để gieo hạt giống phúc âm vào lòng của họ, rồi Chúa dùng người khác trong thành phố này, một hội thánh bàn hay là một thành phố khác để gặt kết quả. Điểm quan trọng mà trong Công Giăng chương 4 là mình phải mở mắt và tham dự vào cánh đồng mà Chúa đang cần những con gặt. Ông bà chị em, nếu không ra đi được với những anh chị em có sức khỏe, có tuổi, năng động, lái xe dễ dàng, đi bộ được với mục sư, đến trung tâm này, đến cộng đồng kia, thì cầu nguyện cho chúng tôi.
Bởi vì chúng ta cần lời cầu nguyện. Giống như câu nói lời hay ý đẹp khi này, nơi an toàn nhất là nơi được nhiều người cầu nguyện. Phải có nhiều người cầu nguyện, và đó là điều quan trọng. Đặc biệt đời tin, chúng ta suy gẫm điểm thứ nhì. Tấm lòng xong rồi, bây giờ tới phương diện thuộc linh. Hãy tự luyện tập lòng tin kính. Lòng tin kính, và chúng ta để một vài câu kinh thánh ra đây. Nếu con giải bày những điều này cho anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jesus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã tin theo. Hãy tránh xa những chuyện hoang đường phạm tục, chuyện bịa của các bà già, nhưng hãy tự luyện tập lòng tin kính. Chúng ta để ý cái câu 7. Khi tôi học trong trường kinh thánh, tôi cũng thắc mắc là câu 7. Câu 7 nói về chuyện bịa đặt của các bà già là chuyện gì? Thì một số nhà giải kinh nói rằng đây là những cái truyền thuyết mà nó không có đúng sự thật, nó không có thật. Nhưng mà người này kể cho người kia, rồi cái người kia kể cho người đó, rồi tiếp tục kể như vậy, gọi là những truyền thuyết mà ở Việt Nam mình thường bắt đầu bằng cái chữ là ngày xưa, ngày xưa. Nó không biết đến từ bao giờ, cứ ngày xưa, ngày xưa. Vậy, gọi là chuyện đời xưa. Mà một sư tiêu thê trẻ tuổi đó, được một sư đạo Phaolô nhắc nhở là đừng để tâm đến những chuyện nó liên hệ đến truyền thuyết ngày xưa, ngày xưa, nó không có thật gì cả. Bởi vì mình có rất nhiều việc đáng phải làm, nên làm những chuyện thuộc về chân lý. Và đây là điều cũng nhắc nhở chúng ta. Vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tinh kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa. Đó là lời chắc chắn hoàn toàn đáng tin nhận. Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều này vì chúng ta đã đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời hàng sống là cứu Chúa của mọi người, đặc biệt là của những người tin. Đặc biệt là của những đời, của những người tin. Như vậy, ở trong câu này, cho chúng ta một vài khía cạnh để chúng ta tập tành. Thứ nhất, tập tành nói. Có người hỏi người kia, sao chuyện đến đâu rồi kể cho tôi nghe nè. Chuyện này dài dòng lắm, kể không được. Chuyện dài dòng thì kể ngắn lại. Cái vấn đề là cái người kia biết chuyện mà chuyện nó dài dòng, mà người này muốn nghe mà chỉ nghe ít thôi, đề nghị là kể ngắn lại, nhưng người kia không thể kể ngắn lại được. Đã kể là phải có đầu. Nhưng thật ra nếu một người mà học về sư phạm, học và biết cách viết nốt, học và biết cách trình bày, thì cái dài có thể rút ngắn lại rất dễ dàng, không gì khó. Tập ăn nói, ăn lúc lời Chúa, Thi Thiên 119 câu 11 nhắc nhở chúng ta: tôi phải giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Nói thì nói lời ân hậu. Matthew đoạn 12 cho biết điều đó. Ephesians đoạn 4 câu 32: hãy ở với nhau, hãy cư xử với nhau các nhân từ, đầy lòng thương xót. Đó là những chữ mà chúng ta cần phải để tâm. Mà chúng ta thấy cái hình ở trên nói về vấn đề mà học tiếng Anh. Chúng ta để ý khi mà nói học tiếng Anh đó, là gồm có nghe, gồm có đọc, gồm có nói, gồm có viết. Một sinh viên du sinh từ bất cứ quốc gia nào mà qua ở tại Hoa Kỳ, ở tại Mỹ để mà học một cái ngành nghề nào đó, thì thường đó, sinh viên đó sẽ gặp trở ngại hai điều trong bốn điều này. Họ không thể nào mà giỏi hết bốn. Họ nếu giỏi là chỉ có hai thôi. Và họ sẽ gặp trở ngại hai điều.
Mà hai điều họ thường gặp trở ngại là nghe và nóng. Nghe và nóng. Họ có thể viết rất giỏi. Những sinh viên quốc tế họ viết còn hay hơn là người Mỹ viết văn này. Bởi vì họ học đúng văn bản. Họ có thể đọc được chữ, nhưng khi họ phát âm, họ nói và họ nghe thì nó còn yếu vô cùng. Cho nên có những chương trình mà người ta đề nghị gọi là exchange students, để rồi những cái người sinh viên này được ở trong nhà của người bản xứ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Thì trong thời gian đến đó học, được ở trong nhà người bản xứ, được ăn những thức ăn của người bản xứ, rồi được nói chuyện cái ngôn ngữ đó, thì cái tiếng mà người đó đến rất là nhanh. Trao dồi được cái nghe và cái nói. Ngày xưa khi tôi định cư tại Canada thì TV xem không có subtitles, không có caption. Cho nên mình chỉ nghe cái tiếng chứ mình không thấy chữ nó chạy lên chạy xuống, không có chạy. Và tôi thấy, tôi không nhớ là cách đây bao lâu mà có được những cái caption như vậy, mà anh em có biết được bao lâu. Nó đỡ rất là nhiều cho những người định cư tại Mỹ. À, nếu mà có thể học tiếng Anh, người lớn, người trẻ gì đó, vừa nghe TV, những người TV reporter họ nói news á, mình thấy cái chữ nó hiện lên, mình nhận diện, mình nhớ cái nét chữ rất là dễ. Tại vì có những người bạn, họ nói tiếng Anh giỏi, nhưng họ viết rất dở và họ đọc không được, bởi vì họ chỉ học bằng cách là nghe mà thôi. Nếu mà học bằng qua hình ảnh TV như vậy, chúng ta thấy nha, vừa nghe được đúng giọng những người TV nói news, đa số những người đã được tuyển chọn nói rất đúng giọng. Người ta nói rằng ở tại Hoa Kỳ chỉ có một cái giọng tiêu chuẩn để mà dựa vào đó là giọng New Yorker, là người New York. Tất cả những người nói TV, NBC, ABC, CBS, tất cả CNN luôn, cái văn phòng của họ, cái gọi là cái headquarter của họ ở New York, họ cần cái giọng chuẩn này. Rồi những cái tiểu bang khác bắt đầu có những cái giọng khác nhau. Khi tôi ở London thì giọng London là giọng chuẩn. Khi tôi qua bên Pháp, giọng Paris là giọng chuẩn. Khi tôi về Việt Nam thì giọng Hà Nội là giọng chuẩn. Mà người ở tại địa phương họ phân biệt được.